Dạ 26 tháng 1 chế tạo máy phất cỏ Việt Nam review cho bà con 3 con máy sới 4 bánh ạ. Dòng này thì 4 bánh toàn thời gian hết. Là cái của nó là răng ma Úc trừ 2 ạ. Răng ma Úc trừ 2 là con này nó gắn động cơ răng ma là 10 răng ma 11 HP ạ. Con này răng ma đời OHV đó. Kéo cái ghế lên. Đó. Đây là răng ma OHV 11 HP. Đuôi sới thì con này nó gắn là đuôi sới 1 mét ạ. Thì con này thì em chế phát cỏ thì em gắn máy dầu thì em đã dỡ ra rồi. Thì đây cái dàn phát cỏ thì con này là chỉ có chuyên phát cỏ thôi, nó vẫn có đuôi sới nhưng mà phải tháo ráp cũng mất thời gian lắm. Con này là có cả đuôi sới nhưng mà đang nằm bên kia rồi. Thì con này là gắn đường dao 9 tấc ạ. Con này thì gắn máy dầu. Thì em review cho bà con xem con này. Con này thì nguyên xin zin luôn từ A đến Z ạ. Đây dao đây. Dao thì hầu như là mới, gọi là chưa xài luôn á. Rất là mới. Lốp này, lốp không có một tí tí rạn, tí nứt nào luôn. Con này thì đẹp vô địch rồi. Thì dòng này thì nó có 6 số ạ. 6 số tới lùi như nhau hết. Cần này ấn tới là tới, lùi là lùi. 6 số tới lùi. Còn cái cần này á, cái cần này á là cần ti nâng hạ của thủy dàn sới ạ. Cái này là ngắt dàn sới là để cho mình khi nào mà lên xuống nó bập bõm bập bùng á. Còn khi nào là mình khóa lại thì mình gạt qua. Cái này là dao, còn cái này là tăng của cái này là cái để mình gạt đất sới, là để mình ban đất ấy. Cao thấp là mình ban cái đó. Hình thức thì nó như vậy thôi ạ. Đây nó chuyển động bằng dây gô loa rồi qua hộp sên này qua bên này. Thì con này ấy, thì ba con này ấy, thì một con này là sới này, hai con này làm phát cỏ thì nó như nhau hết. Đây cũng khá là đẹp. Con đó với con này là cực kỳ đẹp luôn ạ. Con này thì trung bình thôi. Lốp láp thì rất là đẹp. Mà đặc biệt con này nó chạy 4 bánh toàn thời gian, ngồi lái toàn thời gian hết. Nhưng mà khi người ta thiết kế, khi mình cua là đằng trước nó ngắt một bánh, đằng sau nó ngắt một bánh. Cua rất là, cái góc cua rất là nhỏ, nhỏ nhất. Mà dòng 4 bánh ngồi lái thì con này 2 cầu ạ. 2 cầu thì nó là nhỏ nhất trong các cái loại ngồi lái, không có loại nào nhỏ hơn nữa đâu ạ. Rồi em lên em test thử cho bà con cái độ góc cua của nó với số má cho bà con xem. Đầu tiên đế thì mình phải đạp rồi mình đề. Nó có cái e bên này ạ. Kéo e cũng được mà nếu mà nổ rồi thì không cần kéo e. Rồi đề đi. Đó, đèn thì vẫn còn sáng. Rồi, lùi đi. Đó, cái đó là vào chỗ 2 rồi. Kéo ra ngoài đó. Rồi, đó, lùi đó. Rồi, bà con xem là cái góc cua của nó rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ luôn, nó hay lắm. Khi mình cua là nó dừng lại đúng kiểu góc hướng á. Cua đi, cua rồi. Dòng cua rất là nhỏ. Tới đây. Cứ đạp tới là tới, mà lùi là lùi. Vào dàn tới đi. Đó, tới đó. Rồi, đây, tới đây. Rồi cần này là cần nâng hạ thủy lực à. Nâng lên hạ được đó. Rồi thả được. Rồi nâng lên. Rồi quá là cao rồi. Rồi bỏ dao đi. Rồi bà con xem. Rất là tắt máy. Rồi tắt máy đi. Lên đi. Tắt máy. Đây bà con thấy dao của nó đẹp không? Quá đẹp luôn. Dàn này là sên giữa. Đó. Còn rất là đẹp. Rồi có gì rồi em sẽ test cho bà con xem cái độ khỏe của nó như thế nào. Con này thì bà con nào mà dùng trong nhà vườn, vườn nhà kính á, hoặc là đất bằng á, thì làm con này là rất là tuyệt vời. Nhẹ nhàng, dễ dàng sử dụng, cua gấp. Mà dòng này thì nó làm được rất nhiều việc ạ. Kéo móc rồi có cái dàn sới này mình mở ra, mình làm một cái giá để mình chở 2-3 tạ, 3-4 tạ, 5 tạ gì đó cũng được hết ạ.
rồi kéo móc. Nói tóm lại là con này nó phục vụ cho bà con rất là nhiều việc, từ sới rồi kéo rồi chở rồi thu hoạch, rất là nhiều chức năng à. Thì bà con nó như xe cày thôi, không có khác gì. Rồi bà con nào mà đi xuống rẫy, xuống vườn, thăm rẫy thăm vườn cũng được, vì nó là dòng hai cầu mà, cho nên nó hai cầu bốn bánh toàn thời gian, cho nên nó khỏe lắm, cực khỏe luôn. Rồi để em test sới đất cho bà con xem cái mức độ nó làm việc như thế nào.